Xin chào tất cả các anh em. Trong cái quá trình setup phòng karaoke cũng như là lắp đặt nhiều bộ karaoke trong gia đình và căn chỉnh nhiều loại vang số khác nhau, thì tôi có một cái cảm nhận là có một cái vị trí tần số mà nó gây nên một cái chất âm, nó làm cho chúng ta là khó chịu. Một cái chất âm mà nó cứ oang oang, nó lại đanh tiếng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái video clip về cái cách khắc phục về cái chất âm mà nó gây cho chúng ta cái cảm giác khó chịu đó. Thì trước khi mà chia sẻ với anh em thông qua phần mềm trên máy tính, thì tôi có tâm sự với anh em một chút. Đây là không gian của một cái phòng hát mà cách đây đã 20 năm rồi. Bây giờ thì nó là cái nơi mà tôi hàng ngày tôi ngồi đây tôi nghiên cứu về các thiết bị âm thanh. Thì bề mặt tường này thì từ những ngày khởi đầu thì nó là tổ mối, rồi sau đó là ốp thêm xốp, rồi khoan lỗ để có sự tiêu âm tán âm tốt hơn. Và bây giờ thì toàn bộ phía trên là được ốp ở mút trứng. Thì qua những cái lần thay đổi về bề mặt thì tôi cũng có cái cảm nhận là khi mà cái bề mặt nó khác nhau thì nó cũng có cái sự ảnh hưởng về âm sắc khác nhau, đặc biệt là về cái dải chung dải chép. Thế cho nên rằng là đối với gia đình mà lại tường nhẫn tím cộng với lại cửa kính cường lực nữa, thì cái vấn đề mà tạo nên một cái chất âm ở cái dải chung dải chép nó khó chịu thì cũng là một vấn đề mà nó cũng là rất phổ thông. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái cách khắc phục về cái chất âm đó. Trước khi vào phần căn chỉnh thì anh em phải hiểu một điều như thế này, là đối với các phòng hát chuyên nghiệp bây giờ thì toàn dùng bằng mút bên ngoài bọc da, có nhiều cái khe rãnh rồi tạo nên những cái độ ngoằn nghèo, ngóc ngách, khúc khuỷu. Thì chính vì những cái ngoằn nghèo và khúc khuỷu đó thì nó sẽ có cái độ tiêu âm tán âm tốt ở cái dải âm chung và dải âm chép. Thế còn đối với gia đình thì hầu như là 100% là tường nhẫn tím, và một số gia đình thì lại có lắp cửa kính cường lực nữa. Thì chính ra những cái bề mặt nhẫn tím và cửa kính thì nó sẽ gây nên một cái âm thuộc cái dải chung và dải chép rất là khó chịu. Nó có sự va đập vang dội của cái dải âm chung âm chép nhiều, mà cụ thể thì là cái phần âm chung cao. Thì bây giờ tôi sẽ tăng cái phần áp suất lên. Trong cái phòng mà tôi vừa mới chia sẻ với em ấy, thì cái phòng này là cái phòng mà ở phía trên nó có bằng mút trứng. Thì đặc tính của mút trứng là nó tiêu cái âm chung và âm chép tương đối tốt, tiêu tán âm ở cái dải chung dải chép tốt. Thì bây giờ tôi sẽ alo ở cái dải âm chung. Thì dải âm chung thì nó gồm có 3 âm sắc, thì tôi sẽ alo 2 3 5. Thì chính là cái âm 5 là một cái âm mà nó có một cái độ vang hơi dài và hơi đanh so với là 2 3. Thì làm sao chúng ta chỉnh được cái âm 5 mà nó có cái độ mềm hơn, dịu hơn, và cái độ trễ của cái âm 5 này nó ngắn đi. Thì khi chúng ta mở cái âm lượng lớn, chúng ta hát lớn thì nó cũng có một cái âm vang mà nó dễ chịu. Thì chính là cái âm 5 này nó nằm ở cái dải tần tầm cỡ khoảng độ dưới 800/700. Thì trong cái cảm nhận của anh em là khi thấy cái âm nó oang oang mà đanh đanh chói chói thì chính là cái âm mà nó thuộc ở cái dải tần số tầm cỡ khoảng độ trên 700 và dưới 800. Và anh em sẽ thử bằng cái âm 5. Âm 5 thì như tôi đã nói là nó có một cái tính chất là nó đanh. Nó đanh mà như vậy là cái độ vang của nó thì lại hơi trễ, hơi dài một chút so với lại cái âm 2 3. Giả dụ như bây giờ mà mình phải alo là 2 3 5 5. Chính vì cái 5 này là cái 5 mà nó gây cho chúng ta cảm giác khó chịu. Thì trước mắt ở trên dải equalizer của phần mic thì chúng ta sẽ giảm đi vài decibel, và để xem ở tần số trên 700 dưới 800 và cho giá trị Q nó nhỏ, nó có tầm cỡ khoảng 3 4, giá trị Q tầm cỡ khoảng 3 4 để nó mở rộng sự ảnh hưởng sang các cái tần số lân cận một chút. Thì chúng ta sẽ có một cái chất âm mà nó có cái độ mềm hơn ở cái âm 5 này. Và một phần nữa là chúng ta sẽ căn chỉnh phần effect. Thì trong phần effect
Trong phần effect thì chúng ta sẽ xử lý mấy cái chỗ. Một là cái gì vật, bởi vì cái âm này nó là âm vang tức là nó thuộc về cái phần gì vật, thì anh em sẽ vào cái phần gì vật của em ở đây trên chiếc vang số JBL cách 80 này. Thì như bình thường chúng ta là để cỡ khoảng độ 10 hoặc 12, thì bây giờ chúng ta sẽ để tầm cỡ khoảng độ 2 hoặc 4 thôi, thì âm thanh nó sẽ rõ hơn, và cái độ dài của cái âm nam này nó sẽ ngắn đi. Đấy là một cái vấn đề đầu tiên chúng ta cần xử lý. Bây giờ tôi mới ví dụ là bây giờ tôi để tầm cỡ khoảng 10 chẳng hạn, tôi mới lại alo trong mic 5 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
cái âm thanh này nó sẽ không bị trễ nữa, cái thời gian trễ của nó ít đi, âm vang của nó ít đi. Và cái dị vật hai tức là khi mà gặp cái trường hợp mà cái âm năm tức là thuộc giải trung và cái âm 2-3-5 nó thuộc vào cái giải trung thì anh em phải giảm cái thời gian dị vật đi. Bình thường chúng ta để tầm 2.500 thì chúng ta có thể là giảm về 2.000 hoặc là hơn 2.000 một chút thì cái âm thuộc giải trung này nó cũng đỡ vang hơn với những cái phòng mà nó đã vang sẵn và nó có sự hồi âm rất nhiều của cái phần âm trung và âm chép thì anh em nên giảm cái thời gian vang đi. Bình thường chúng ta để 2.500 nhưng chúng ta sẽ có thể là giảm đi tầm khoảng 2.000 hoặc hơn 2.000 thì nó sẽ đỡ vang và nó có một cái âm thanh mà nó dễ nghe hơn. Và trong phần equalizer thì chúng ta sẽ chọn một cái vị trí equalizer ở trong phần effect là nó cũng nằm trong cái khoảng của cái tần số mic mà chúng ta đã giảm. Ở trên mic chúng ta giảm cái tần số 700, hơn 700 thì ở cái phần equalizer trên effect thì chúng ta cũng giảm đi ở cái vị trí tương tự như là trên equalizer của phần mic thì sẽ có một cái hiệu quả trong cái xử lý của cái âm vang của giải trung. Thì về giải trầm thì có lẽ dễ xử lý hơn, và khi chúng ta cảm thấy nhiều trầm chúng ta có thể là bớt trầm ở các giải của tần số 90 cho đến trên 100. Về cái giải chép chúng ta cảm thấy thiếu chúng ta có thể nâng được ở 4.000-4.500 hoặc là nhiều thì chúng ta có thể là giảm vào tầm khoảng 7-8.000, nhưng mà xử lý ở cái âm trung này là nó khó hơn. Mà chính là cái giọng hát của chúng ta hay nằm ở cái giải trung, tức là cái giải từ 200 cho đến cái tầm cỡ khoảng 1.500-2.000 thì ở cái giải trung này thì nó là khó xử lý hơn. Cho nên là theo kinh nghiệm của tôi thì anh em sẽ xử lý mấy vấn đề như thế thì nó sẽ có hiệu quả trong cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà âm vang của cái giải trung nó hơi nhiều. Như cái phòng của tôi thì nó là hút trứng, cho nên là đối với hút trứng thì nó tiêu tán âm ở cái giải trung của giải chép rất tươi tốt. Thế còn đối với gia đình thì tôi cũng đi lắp đặt và căn chỉnh rất nhiều thì tôi thấy là cái âm sắc của giải trung mà khi mình alo trên mic nó là cái âm 5 chẳng hạn thì là cái phổ biến. Cho nên là qua clip hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh em về cái cách xử lý của cái hiệu ứng âm vang quá mức mà nó lại vang theo kiểu đanh, thì anh em có thể là áp dụng cho cái vấn đề xử lý những chiếc băng số anh em đang dùng. Và anh em có thể là dựa trên cái cơ sở một cái sườn của tôi để anh em có thể là khai thác tốt hơn nữa, chịu khó di chuyển, chịu khó alo thì có lẽ là nó sẽ đem lại một cái hiệu quả tốt cho cái bộ dàn karaoke mà anh em đang sử dụng. Thì anh em xem thì hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh Thanh Hồng Audio KTV để tôi có nhiều động lực chia sẻ với anh em nhiều clip hay bổ ích. Xin tạm biệt anh em.